khoe con gái xinh xắn, Huyền Baby bất ngờ bị soi lại lời đồn can thiệp thẩm mỹ. Huyền Baby ngày xưa. Huyền Baby bây giờ. Wow. Y chang mẹ lúc chưa phẫu thuật luôn. Mới 11 tuổi nhưng con gái Huyền Baby đã cao gần bằng mẹ. Nét đáng yêu đứng bên mẹ trẻ trung trông như hai chị em. Quý nữ xuất thân hào môn lại có mẹ nổi tiếng khiến bao người ngưỡng mộ. Trời đất ơi, dễ thương quá. Con gái nhà ai mà đáng yêu quá vậy trời. trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng, Huyền Baby thành công gây dựng lại tên tuổi, đồng thời trở thành nữ nghệ sĩ được nhiều người quan tâm. Cô ngoài là một idol, còn là một người mẹ, người vợ và với nét trẻ trung mà bản thân sở hữu, không ít người phải giật mình khi biết Huyền Baby đã có hai con, con gái lớn nay đã 11 tuổi. Chia sẻ loạt ảnh chụp chung với con gái, đây là lần hiếm hoi mà ái nữ nhà Huyền Baby chịu lộ diện. Thành viên của Lunas cho biết, con gái nể lắm mới chịu diện váy và chụp ảnh cùng mẹ. Trong loạt ảnh mà Huyền Baby chia sẻ, dễ dàng nhận thấy củ cải, biệt danh của con gái Huyền Baby ở nhà đã lớn phồng phao, ra dáng thiếu nữ. Cô bé được thừa hưởng gen đẹp từ mẹ nên gương mặt có đường nét xinh xắn hài hòa, vóc dáng cao giáo và đôi chân thẳng tắp của ái nữ nhà Huyền Baby được dự đoán sẽ sớm cao vượt mẹ. Dù vậy, một số cư dân mạng lại cà khịa Huyền Baby, cho rằng gương mặt xinh xắn của con gái giống hệt nữ nghệ sĩ lúc chưa can thiệp thẩm mỹ. Thực tế trong suốt nhiều năm qua, câu chuyện có hay không Huyền Baby can thiệp thẩm mỹ đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Khoảng năm 2015, đã có không ít bài viết cho rằng Huyền Baby chỉnh sửa nhan sắc vì so ảnh trước và sau khi lấy chồng có nhiều sự khác biệt. Đến hiện tại, vẫn luôn dâm gian tin đồn nhan sắc hiện tại của Huyền Baby đã sửa nhưng phía nữ nghệ sĩ trước sau như một luôn phủ nhận tin đồn này trước đó cô chỉ thừa nhận có sử dụng một số biện pháp làm đẹp không xâm lấn giúp cho làn da căng mọng trẻ đẹp giữ được nhan sắc thổ thanh xuân câu chuyện thẩm mỹ của huyền baby cứ thế trôi qua song vì chia sẻ hình ảnh của con gái nên lời đồn thẩm mỹ lại lần nữa trỗi dậy do gương mặt của củ cải xinh xắn giống hệt thời chưa lấy chồng của huyền baby dù vậy điều này chẳng chứng minh được gì cả bởi huyền baby của hơn 10 năm trước chắc chắn phải có nhiều đổi khác so với huyền baby của hiện tại tạm gác lại những tranh cãi thì ai nấy đều phải ngưỡng mộ cô con gái của huyền baby bởi không chỉ xinh xắn đáng yêu củ cải còn có xuất thân hào môn gia thế tốt và hơn hết là có người mẹ rất nổi tiếng